Xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Thì ở trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta chỉnh sửa và thiết lập lại cái tài khoản Google AdSense này. Thì ở đây chúng ta có thể để ý thấy là YouTube thông báo là đang bị lỗi và chúng ta cần phải thiết lập lại cái tài khoản Google AdSense. Thì để thiết lập lại cái tài khoản Google AdSense này thì đầu tiên thì mình sẽ kích vào phần đổi tài khoản liên kết nhé. Thì ở đây mình thấy tab hội viên và tab mua sắm là đều bị tắt này. Bây giờ mình sẽ ấn vào đổi tài khoản liên kết. Thì sau khi mình chọn cái phần đổi tài khoản liên kết thì nó sẽ hiện lên cái bảng là xác minh danh tính, thì mình sẽ bấm vào phần tiếp tục nhé. Rồi. Và sau khi bấm vào tiếp tục thì chúng ta sẽ nhập cái tài khoản và khẩu của cái kênh YouTube và chúng ta sẽ bấm vào phần tiếp theo. Đây cái mã xác minh đây. Rồi mình sẽ tiến hành mình nhập vào này. 313711. Rồi, sau khi chúng ta nhập mã xác minh vào thì bây giờ nó đã chuyển sang bước 2. Thì ở bước 2 này nó sẽ yêu cầu nó có 3 phần. Thì ở đây nếu mà anh em nào mà có cái tài khoản Google AdSense mà PinPay rồi ấy, thì chúng ta sẽ kích vào phần có tôi đã có tài khoản nhé. Sau đó chúng ta sẽ chọn tiếp tục. Thì ở đây Google sẽ yêu cầu đăng nhập cái tài khoản Google AdSense mới. Thì mình sẽ tiến hành mình nhập cái tài khoản Google AdSense mới vào. Và chúng ta sẽ chọn vào tiếp theo. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành nhập mật khẩu vào. Và nhấn chọn tiếp theo. Thì ở đây cái tài khoản Google AdSense mới của mình, Google cũng sẽ yêu cầu là nhập cái mã bảo mật. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nhập mã bảo mật cho cái tài khoản Google AdSense mới nhé. Sau khi chúng ta nhập rồi chúng ta sẽ bấm vào tiếp. Thì tới cái bước này thì YouTube sẽ chuyển hướng chúng ta đến một cái trang mới và có đầy đủ các thông tin tài khoản Google AdSense mới, và chúng ta sẽ click vào phần chấp nhận liên kết. Và sau đó chúng ta sẽ chờ khoảng tầm 4 cho đến 5 giây thì YouTube hiện lên thông báo là hiện tại thì YouTube đang chuyển hướng đến cái tài khoản YouTube mới. YouTube hiện ra là đang chuyển hướng bạn đến YouTube và cái tài khoản Google AdSense mới sẽ liên kết trực tiếp với cái kênh YouTube mà vừa lấy lỗi bước 2. Thì ở đây các bạn không cần làm gì cả và các bạn sẽ chờ cho mình từ khoảng từ 3 cho đến 5 giây thì tự động YouTube sẽ chuyển hướng cái link đó. Rồi, nhờ bấm F5 lại để cho tài khoản Google AdSense liên kết lại. Rồi, đến đây thì cái phần liên kết đến cái tài khoản Google AdSense mới đã thành công, và khi nào mà nó hiện lên là nhận tiền thanh toán đã thiết lập xong thì lúc đó thì ở đây mình đã thực hiện nối con gà PinPay vào đây thì nó đã thực hiện là nhận tiền thanh toán, là nó như là đã thiết lập xong. Đến bước này thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Rồi thì đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về lỗi thiết lập Google AdSense ở đây. Và hy vọng rằng video đã giúp ích được cho anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.